Xin chào, lại là Trường và Bác Quan đây. Những thời gian cuối năm như thế này là thời điểm thích hợp để anh em có thể là đi mua một sản phẩm iPhone, vừa là để chuẩn bị chơi Tết, vừa là một phần quà xứng đáng trong một năm làm việc vừa qua. Sẽ có rất nhiều bên đưa ra những sản phẩm đáng mua về những chiếc iPhone đáng mua. Đối với mình thì sẽ có iPhone 15 Pro Max. Và sau 2 tháng ra mắt 16 series, liệu iPhone 15 Pro Max có nên là một lựa chọn cho các bạn nữa hay không? Hay chúng ta cố lên một sản phẩm cao cấp nhất? Thì mình sẽ bắt đầu ngay sau intro để giải thích cho các bạn nhé. Video này mình sẽ chia thành hai phần. Phần đầu tiên sẽ là những cảm nhận của mình trực tiếp ở trên chiếc iPhone 15 Pro Max này. Và phần thứ hai sẽ là phần trải nghiệm thực tế của người dùng và sẽ là chủ của chiếc máy này luôn. Anh ấy sẽ đưa ra những cái trải nghiệm của anh ấy trong suốt một năm qua với chiếc iPhone 15 Pro Max. Thứ đầu tiên mà mình cần phải trải nghiệm ngay đó là cổng USB Type-C ở trên chiếc iPhone này. Đây là một thứ được Apple quảng cáo ở trong sự kiện của họ. Và mình đã nhận ra rằng đây là một thứ nên có sớm hơn chứ không phải đến tận bây giờ Apple mới trang bị nữa. Mặc dù là cái việc mà Apple trang bị cổng USB Type-C này là một số yếu tố khách quan do vấn đề về ở Liên minh châu Âu á. Tuy nhiên thì khi mà có cái cổng này, nó sẽ có thêm hai điểm lợi cho chúng ta. Một là về việc chúng ta dùng sạc. Khi mà mình mượn được chiếc máy này về thì mình đã lo lắng rằng là bây giờ mình phải chuẩn bị thêm một cái dây sạc cho iPhone, một cái dây sạc cho MacBook mỗi khi mà mình cần phải mang ra ngoài để trải nghiệm. Nhưng không, mình nhận ra là đây cũng là cổng USB Type-C và chiếc MacBook Air M2 này cũng dùng được sạc Type-C luôn. Nên là mình chỉ cần mang đúng một củ sạc và một dây sạc dành cho cả hai thiết bị này luôn. Rất là tiện. Và các bạn sẽ không cần phải lo là ngày trước các bạn phải mang cả dây Lightning, mang thêm dây sạc MacBook, rất là cồng kềnh. Thì bây giờ chúng ta có thể tối ưu lại về cái việc vấn đề là sạc pin cho các thiết bị Apple nhá. Vấn đề thứ hai, sau một ngày quay chụp xong thì mình sẽ cắm ngay ổ cứng vào và có thể xuất truyền tất cả hình ảnh và video đó sang ổ cứng luôn để cho cái máy nó nhẹ đi. Lúc đó thì mình nhận ra được cái sự quan trọng của cổng USB Type-C này. Nó truyền dữ liệu nhanh hơn so với cổng Lightning là thứ nhất. Thứ hai là các bạn sẽ không cần phải cắm qua bất kỳ một cái cáp chuyển nào. Các bạn cắm trực tiếp dây của ổ cứng vào luôn và truyền dữ liệu qua. Tất nhiên là khi mà mình truyền thì mình cảm thấy rằng nó không nhanh hơn rõ rệt. Nó không nhanh như kiểu là mình chuyển dữ liệu từ MacBook sang ổ cứng đâu. Mà nó vẫn sẽ hơi bị chậm hơn một chút. Nhưng mà so với cả đời Lightning đã là rất tốt rồi. Nên đây cũng là một điểm cộng cho iPhone 15 Pro Max khi đã có một cái cổng sạc mà nó tiệm cận hơn với cả thế giới chung của smartphone nhé. Điểm thứ hai mình muốn đề cập đến đó là về cảm giác cầm nắm cũng như là về chất liệu của chiếc iPhone lần này. Thực ra từ khi mà ra mắt iPhone 15 Pro Max thì mình cảm thấy là bị treo đầu dê bán thịt chó. Khi mà quảng cáo đó là viền titanium tự nhiên các thứ, mình sẽ nghĩ nó là một cái máy full titan rất bền bỉ, rất là xịn sò, nhưng mà không. Đây là một cái viền titan được pha với cả nhôm. Lúc đó thì mình hơi thất vọng một chút cho đến khi mà mình được cầm trực tiếp chiếc máy lên và sử dụng. Nó nhẹ hơn so với cả 14 Pro Max bởi vì là nó được pha hai chất liệu vào với nhau nhưng vẫn giữ được cái sự bền bỉ của titan. Không chỉ dừng lại ở thay đổi chất liệu, về thiết kế của máy cũng được khác đi một chút, nó làm bo tròn hơn. Nó không giống như là 12, 13, 14 Pro Max cảm giác cầm rất cấn bởi vì nó là viền, nó làm vuông vát rất là phẳng và cầm vào rất cấn, cùng với một cái màn hình 6,7 inch như thế này làm cho chúng ta mỗi khi đút vào túi quần này hoặc là cầm lên để nghe thôi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Thì đối với cả bản 15 Pro Max này, nó vừa nhẹ mà cái thiết kế nó làm bo như thế này cũng cho chúng ta một cái cảm giác thoải mái, không bị cồng kềnh cho một chiếc màn hình nó lớn như thế này. Đây cũng là một điểm cộng mà mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc cho bản 15 Pro Max này. iPhone mỗi năm ra mắt thì sẽ có hai điểm chính được nâng cấp, một là chip, hai là camera. Thì tiếp theo sẽ là về camera của 15 Pro Max. Có lẽ rằng đây là một sản phẩm mà mình khó có thể đánh giá được chính xác nhất trong tất cả các sản phẩm mình đã từng review, bởi vì nó có rất nhiều điểm hay nhưng mà điểm dở thì cũng tương tự luôn. Đồng ý là camera của 15 Pro Max cho những bức ảnh xóa phông 2x nó tốt hơn so với những thiết bị đời trước, nhưng hãy nhìn vào màu ảnh này, nó sẽ hơi bị vàng hơn so với thực tế. Mình có nghi ngờ là do màn hình hiển thị, nhưng khi AirDrop sang máy khác thì kết quả vẫn như vậy, là mình cũng có đôi chút thất vọng về cái màu ảnh của 15 Pro Max. Gỡ gạc lại một chút thì các phần chi tiết ảnh ở trên 15 Pro Max thì có vẻ là nó sát hơn với thực tế so với cả 14 Pro Max đấy. Khi mình zoom ra thì cái chất lượng của nó cũng sẽ tốt hơn một chút thôi, không quá đáng kể nhưng mà cũng có tốt hơn. Còn về mặt tổng thể của bức ảnh thì cho nó ra sát với thực tế và mình nhìn, mình cảm giác được là nó chuẩn hơn so với cả các thiết bị đời trước, đó là cả 13 và 14 Pro Max. Về khoản quay phim thì phải dành ngay một điểm cộng cho 15 Pro Max. Khả năng chống rung và khử rung như thế này thì anh em có thể nhìn thấy ở đây rất rõ ràng luôn, 15 Pro Max ăn đứt so với cả thiết bị đời trước luôn. Xuất lại về camera, iPhone 15 Pro Max sẽ mang lại điểm lợi cho chúng ta về khả năng xóa phông, chất lượng chi tiết ảnh, cùng với đó là khả năng chống rung. Tuy nhiên nếu muốn có một cái màu sắc nó tốt nhất thì 15 Pro Max vẫn chưa làm được tốt so với cả các thiết bị đời trước đâu. Nên là nên cân nhắc là nếu như các bạn quan tâm về màu sắc nhiều hơn thì đáng phải suy nghĩ về chiếc iPhone này đấy nhá. Thế còn về khả năng giải trí chơi game thì sao? Với một chiếc iPhone đầu tiên có chip Pro, đó là A17 Pro, thì mình phải trải nghiệm ngay tất cả những cái tựa game mình có thể ở trên chiếc iPhone 15 Pro Max này, và đánh giá của mình đó là miễn chê luôn.
Tất cả những tựa game mình chơi, FPS hay là tựa game MOBA, nó đều có thể chơi được mượt mà, không có hiện tượng drop FPS. Hiện tượng nóng máy xảy ra không quá nhiều và nó không làm cho mình cảm thấy khó chịu khi chơi. Chỉ khi bật 4G lên thì cảm giác nó ấm nóng lên nhiều hơn, nhưng cũng chưa đến mức gọi là quá nóng. Sự khác biệt chỉ đến khi mình nâng cấp lên iOS 18 cho máy này. Hiện tượng lát bàn phím, giao diện chuyển áp mà không được mượt mà khi chơi game xảy ra là mình nghi ngờ nhân sinh. Thế rồi mình nhận ra ngay cả chiếc iPhone 13 mình đang sử dụng chính cũng có tình trạng tương tự như trên, nên cũng hiểu được phần nào về vấn đề không phải là do máy mà nó là do phần mềm mà thôi. Nếu ai có ý định lên iOS 18 thì đừng nhá. Kể cả Apple Intelligence mình có sử dụng ở trên này nó cũng không được quá là wow đâu. Cái điểm duy nhất mà mình có thể sử dụng được với Apple Intelligence đó là khả năng xóa vật thể ở trên này thì nó làm cũng chưa là tốt lắm. Những cái vật thể đơn giản thì nó có thể xóa một cách dễ dàng, nhưng chỉ cần phức tạp hơn một chút thôi thì bị lem ra này, rồi xóa không được chân thực, nó xảy ra ngay lập tức. Và mình nghĩ rằng sẽ cần thêm nhiều bản cập nhật hơn để cho Apple Intelligence có thể thật sự là một cái gì đó len lỏi vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Việc mà chúng ta lên iOS 18 tại thời điểm này thì mình nghĩ là không cần thiết cho iPhone 15 Pro Max nhé. Các bạn có thể giữ nguyên ở iOS 17 để dùng vừa ổn định vừa mượt mà đấy. Đó là xong về những trải nghiệm của mình, những trải nghiệm cố gắng để khai thác hết tất cả những điểm mới nhất của iPhone 15 Pro Max. Còn bây giờ sẽ đến phần mà mình giao lưu với cả chủ của chiếc máy này để xem anh ấy sử dụng chiếc máy này như thế nào nhá. Thì anh Tùng cũng là một trong những người mà chăm chỉ đổi sản phẩm Apple nhất ở cửa hàng. Tức là anh năm nào cũng sẽ thay đổi iPhone. Và cảm nhận của anh như thế nào từ iPhone 14 Pro Max lên 15 Pro Max nhỉ? Cái điểm thích nhất đấy là nó nhẹ hơn rất là nhiều. Và bản thân anh thì không thích cái viền thép cho lắm. Mặc dù nó bền hơn so với cái viền titan này theo một số đánh giá đấy, nhưng mà nó cái viền thép nó bóng và nó rất là bẩn. Đúng. Còn cái viền titan này thì nó nhám nên là nó trông nó sạch sẽ hơn. Và có một điểm nữa em nhìn ở trên máy của anh nhé, tức là con này nó không bị chóc sơn nhiều. Ở trên công ty thì cũng có người dùng 14 Pro Max cho anh cũng biết, và nó cũng chóc sơn khá đấy. Con này màu space black và nó chóc ra rất là nhiều. Con này thì như các bạn nhìn những hình ảnh video ở đây thì sẽ thấy nó gần như là không có một cái chóc sơn gì cả. Màu sắc của nó vẫn giữ được rất là đẹp. Ok, thì cái điểm yêu thích của anh đối với cả bản 15 Pro Max lần này là gì? Thứ nhất là về cái nâng cấp lớn nhất, đấy là về cái cổng USB Type-C. Dùng rất là tiện, tốc độ sạc cũng tốt hơn so với cổng Lightning, truyền dữ liệu cũng thế. Đó, và cộng với đấy thì cái nút action button này anh cũng dùng khá là nhiều, vì mình có cái cách custom nó theo ý của mình. Đúng rồi, dùng cái... nó rất là cá nhân hóa. Đến cái phần action button này em cũng muốn hỏi thêm một tí, bởi vì là có rất nhiều bạn nhé, khi mà sở hữu 15 hay là 16 Pro Max đi, có nút action button các bạn vẫn sẽ để nó là để gọi là tắt âm với cả bật âm thôi, chứ không thay đổi gì cả. Thì cái cách anh dùng nó như thế nào, và cũng có thể chia sẻ với các bạn để custom cái nút này nó hiệu quả hơn. Anh thử ở đây thì anh có tạo một cái shortcut bằng cái ứng dụng shortcut của Siri Shortcut ấy. Đó, anh sẽ để một cái shortcut ở đây là để bấm nhanh, là để ra một cái tính năng tùy biến của anh, là để tắt bật vị trí. Đó, bởi vì trên iPhone thì nó không có cái nút tắt bật vị trí dịch vụ định vị ấy. Đó. Vì đôi khi mình cũng muốn là nó kiểu được bảo mật một tí về cái vị trí của mình, trong một số trường hợp mình dùng những cái app mà nó có tính bảo mật cao. Thực ra thì mình cũng là một người dùng iPhone, tất nhiên thì mình cũng không có điều kiện cao để mà lên những bản Pro Max như thế này. Cái trước mình dùng là iPhone 13 và mình cũng đã lên iOS 18. iOS 18 thì mình có mua, thời gian mình mua máy nhá, cái chiếc 13 đó là từ tháng 5 năm nay và đến bây giờ tháng 11. Thì khi lên iOS 18 xong nó đã tụt đi khoảng 6% pin rồi, thì không biết là thời lượng pin còn lại của anh là khoảng bao nhiêu. Và anh có thể nói luôn về cái thời gian mà mình bắt đầu sử dụng cái máy này nhá. Anh nhớ anh mua cái này vào sale ngày đôi 11 tháng 11. Đó, dùng từ đợt đấy. Thì chỉ có đến khi lên iOS 18 thì pin tụt 4%, còn 96%. Còn trước đấy iOS 17 vẫn 100% nhá. Dùng gần 100%. Gần một năm. Đó, hơn một năm dùng rất giữ pin. Tức là anh có chơi game không? Cũng có chơi game, tốc chiến. Có chơi game. Và đây cũng là một lưu ý cho các bạn, đó là iOS 17 có vẻ là nó giữ pin và nó ổn định hơn so với cả iOS 18. Tức là cái trường hợp của mình bị tụt pin nó không chỉ ở trên mỗi máy của mình, mà ngay cả một chiếc máy Pro Max như thế này cũng đã xảy ra. Và cũng cần lưu ý nếu mà các bạn có update phần mềm khi mà sở hữu một chiếc máy mới nhá. Như từ đầu video mình có nói rằng anh Tùng cũng là một người khá là hay thay đổi trong mỗi năm mà các sản phẩm ra mắt. Nhưng tại sao đến năm nay 16 Pro Max đã ra mắt rồi mà anh không lựa chọn lên bản 16 Pro Max, hay chỉ ít là 16 Plus, một cái máy mà có thiết kế mới hơn? Tại sao lại như vậy? Ok, cơ bản thì rất là hài lòng với cái 15 này.
thì nó có đủ những điểm mà mình thích, mà cái 14 trước đấy nó không có. Và cái 16 năm nay thì nó không, nói thật là nó chả khác gì cả, nó chỉ to hơn một chút, nên nó có thêm một cái nút mới. Thật sự là mình ít chụp ảnh nên là mình không dùng đến cái nút đấy. Và đấy, gần như là mọi thứ không khác biệt gì nhiều. Thời lượng pin vẫn rất là tốt, máy mình dùng thì cũng không nóng gì cả. Không có nóng, kể cả iOS 18 luôn. Đúng rồi. Thế thì anh đánh giá sao về 16 Plus với cả chiếc máy anh đang dùng 15 Pro Max? Nếu mà để lựa chọn thì sẽ là chiếc máy nào? Nếu mà để lựa chọn thì vẫn lựa chọn iPhone 15 Pro Max. Bởi vì nhất là camera chắc chắn rồi, lúc cần đến dùng thì nó vẫn chụp đẹp hơn, quay đẹp hơn, và viền titan nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Đó, cộng với đấy là thời lượng pin thì cũng rất là tốt, mà 120Hz. Đó là những cái điểm đáng tiền ở trên cái 15 Pro Max so với 16 Plus. Tổng kết lại về chiếc iPhone 15 Pro Max này, nó có xứng đáng hay không? Chắc chắn là có rồi. Những cái điểm so sánh về phần ngoại hình này, về khả năng sử dụng máy này, chất lượng về phần cứng của nó đều đang cực kỳ là ok. Và nó không phải là thua kém quá nhiều, gần như là không đáng kể so với cả 16 Pro Max. Nên các bạn có thể lược bỏ qua 16 Pro Max nếu như điều kiện kinh tế chưa cho phép. Thêm vào đó nữa, liệu nó có phải là một đối thủ với cả 16 Plus hay không? Thì chắc chắn 16 Plus mình nghĩ là nó không có tuổi với chiếc máy này đâu. Một thiết kế sang trọng như thế này, hiệu năng tốt, tại sao chúng ta phải chọn 16 Plus? Tất nhiên là 16 Plus nó có thiết kế mới, có màu mới, nên nó không thể sang xịn mịn bằng chiếc 15 Pro Max này được. Còn các bạn thấy sao về iPhone 15 Pro Max? Liệu đây có phải là sản phẩm đáng mua nhất trong cuối năm nay hay không? Comment ngay ở phía bên dưới nhé. Và nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Marwan để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, nhấn Short và TikTok nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.